Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022, bản tin gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau hơn 3 tháng trải qua 4 vòng thi với sự tham gia của 100 thí sinh là đoàn thanh niên đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh, vòng chung kết xếp hạng hội thi Thanh niên Cà Mau Tài năng Thanh lịch năm 2022 đã diễn ra vào tối qua tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau. Cuộc thi nhằm tạo điều kiện để các bạn nữ thanh niên thể hiện phát huy vẻ đẹp, tài năng, bản lĩnh của tuổi trẻ trong thời kỳ mới. Sân chơi do tỉnh đoàn phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức. Tại đêm chung kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn ra để tham gia vào đêm chung kết xếp hạng. Tại đây, các bạn trải qua 3 vòng thi gồm trang phục áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử. Kết quả, thí sinh Trịnh Ánh Tuyết, huyện U Minh đã đoạt danh hiệu Hoa Khôi Hội thi Thanh niên Cà Mau Tài năng Thanh lịch 2022. Danh hiệu Á Khôi 1 thuộc về thí sinh Lê Ngọc Duông, huyện Trần Văn Thời. Á Khôi 2 thuộc về thí sinh Trần Thị Thu Phương, huyện Nam Căn. Ban tổ chức cũng trao nhiều giải phụ, người đẹp áo dài cho thí sinh Trịnh Ánh Tuyết, người đẹp nhân ái cho thí sinh Trần Thị Thu Phương, người đẹp tài năng cho thí sinh Trương Tú Trâm, người đẹp được yêu thích nhất cho thí sinh Võ Quyền Trân. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng vận động nhà tài trợ trao 65 triệu đồng thực hiện dự án nhân ái, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có cha mẹ mất do đại dịch Covid-19. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 465 về việc hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 3 năm 2022. Theo đó, phạm vi đón khách là thông qua các chuyến bay thuê chuyến hoặc thương mại quốc tế thường lệ, các địa phương căn cứ nhu cầu và các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, chủ động quyết định việc đón khách du lịch quốc tế và thông báo về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Không chỉ thúc đẩy thị trường du lịch khởi sắc, việc thí điểm đón khách quốc tế cũng đã giúp các địa phương tích cực chuẩn bị nguồn lực, tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô đón khách sớm phục hồi du lịch. Từ khi thực hiện chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ tháng 11 năm 2021 đến ngày 8 tháng 2 năm 2022, Việt Nam đã đón được hơn 8.900 khách quốc tế. Với thị trường nội địa, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cả nước đã đón và phục vụ khoảng 6,1 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 32 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu du lịch đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, mở ra triển vọng đầy tích cực cho sự phục hồi của thị trường du lịch trong nước. Bằng việc áp dụng công nghệ kỹ thuật cao, thời gian gần đây, nhiều loại cây trồng đặc trưng ở các vùng miền lần đầu tiên có mặt tại tỉnh Cà Mau, bước đầu cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Do khá mới mẻ, nên những mô hình này thu hút khá đông du khách ở nhiều nơi trong tỉnh đến tham quan chụp ảnh. Tận mắt chứng kiến cả ngàn trái dưa lưới chín rực vàng lủng lẳng trên dây, một sản phẩm của xứ lạnh nay được trồng thành công tại Cà Mau bằng công nghệ cao. Đó là điểm tham quan tại vườn dưa lưới ở khóm 4, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau với thương hiệu Dưa lưới Cà Mau Farm. Không chỉ thành công trong việc gieo trồng cho sản phẩm sạch, chất lượng, năng suất cao mà nhà vườn còn kết hợp làm điểm nhấn thu hút khách du lịch. Được biết, chuỗi nông trại của Cà Mau Farm đang tiếp tục mở rộng ở một số tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái này, đây nó mình cũng làm cho mỗi một đợt ta tạo cái mới mẻ gì đó, chứ ta lại thì cũng nó cũng gì đây hoài, cũng bị nhàm, nó bị cũng bảo hòa ra mong hết dịch rồi có là tìm hướng phát triển mới lạ hơn. Thế nhiều farm trồng này rồi trồng thêm những sản phẩm mới nữa. Sau thời gian tìm tòi học hỏi kiến thức nông nghiệp từ những địa phương khác, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Thơ ở ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình đã kỳ công tạo dựng vườn nho sum xuê trên cánh đồng phèn mặn ngày nào của gia đình. Trong khuôn viên khoảng 3 hecta, anh Thơ cải tạo một phần để trồng 500 gốc nho, nào là nho kẹo, nho ngón tay, nho hồng ngọc, nho hạ đen và nho đỏ. Nên mình nâng cái giá trị cái trái mình trồng ra. Trồng rồi mình học hỏi, mình làm từ từ, mình nâng cấp, mình phải đổi mới một chút. Do đây là những mô hình mới, quy trình kỹ thuật tuy còn hạn chế, nhưng nhà vườn vẫn quyết tâm học hỏi kinh nghiệm để tiếp tục đầu tư mở rộng,
hướng đến xây dựng thương hiệu gắn với phát triển du lịch miệt vườn, nhằm thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan. Bằng sự đa dạng linh hoạt trong các hình thức hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nhiều hội viên phụ nữ huyện Thới Bình có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất đã vươn lên ổn định cuộc sống bằng chính nghị lực của bản thân. Với nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp 3 triệu đồng cùng với vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 20 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Biển Bạch Đông làm cầu nối, chị Lê Thị Khéo học nghề, sau đó thuê mặt bằng mở tiệm làm tóc, làm nail. Sau hơn 2 năm làm nghề, gia đình chị cũng phần nào ổn định cuộc sống. Ban đầu thì cũng làm cũng được, cái mới mở cũng thời gian gì, cái bị dịch thì cái cũng ngưng rồi. Thời gian đây cũng mới làm lại cũng được, cũng nói chung tạm ổn. Cảm thấy rất vui, cảm ơn mấy chị em phụ nữ đó hỗ trợ cho mình trong lúc khó khăn vậy đó, cũng cảm thấy rất vui. Mình cũng làm động lực để mình cố gắng làm ăn phát triển. Cũng từ sự kết nối, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Biển Bạch Đông, chị Trương Kim Úc đã có điều kiện mở quán ăn tại chợ. Cuộc sống gia đình chị Úc đã ổn định hơn trước. Mình thích nấu bán là 4 giờ rưỡi là có khách lại ăn, là tới 9 giờ là hết. Có mà còn có thuốc xịt trùng còn đó, thì mình xịt rồi tự đưa tiền người ta mình cũng xịt luôn. Hồi đó cũng có, hỏi cho dây được 20 triệu, nấu ăn sáng rồi gì đó, cũng giúp ích được gia đình một phần nào đó. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình hiện có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội. Để nắm bắt tình hình đời sống, nhu cầu của hội viên phụ nữ về phát triển kinh tế gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã mỗi năm đều khảo sát đánh giá phân loại hộ gia đình hội viên nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đối với hội thì cũng tuyên truyền vận động cho chị em những cái mô hình, đặc biệt như là những cái mô hình mà phát triển kinh tế gia đình á, thì tiếp tục vận động cho chị em thực hiện cho tốt, vừa thích ứng an toàn mà vừa phát triển kinh tế, tiếp tục phát huy những cái thành tích đã đạt được, những cái mô hình làm ăn có hiệu quả thì tiếp tục nhân rộng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hội. Từ sự hỗ trợ thiết thực này đã góp phần giảm hộ nghèo trong hội viên phụ nữ, đồng thời thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia vào tổ chức hội phụ nữ tại địa phương. Hôm qua, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và hội thi phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022 cho các đơn vị đóng quân trên đảo Hòn Khoai. Đây là lần đầu tiên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo tiếp cận những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy rừng như cách vận hành máy bơm, cách nối, ráp ống chữa cháy, lăng, ba chạc, cách trải ống chữa cháy và triển khai đội hình chữa cháy. Sau khi triển khai các nội dung trên, sáng nay các đội bắt đầu thực tập tình huống cháy do ban tổ chức đặt ra để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, điều hành khi có cháy xảy ra. Việc tập huấn những kiến thức về phòng cháy chữa cháy rừng giúp cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai nắm vững những kỹ năng cơ bản, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần bảo vệ màu xanh trên đảo. Trước đề xuất của nhiều người dân về ứng dụng công nghệ trong việc bảo vệ vườn quốc gia U Minh Hạ, nơi đang lưu giữ những giá trị vô giá của hệ sinh thái rừng tràm nguyên sinh, mới đây vườn quốc gia U Minh Hạ tiến hành lắp đặt thử nghiệm 2 camera chuyên dụng để giám sát lửa rừng trong mùa khô năm nay. Hệ thống camera cảnh báo tự động tại vườn quốc gia U Minh Hạ được lắp đặt trên độ cao 26 mét, có 4 mắt. Hai mắt dùng để quét nhiệt và hai mắt dùng để ghi hình ảnh, sử dụng điện lưới để hoạt động. Các camera đều có vòng quét 360 độ để có thể quan sát các phía. Tầm nhìn của mắt camera lên đến 5 km, bao quát khoảng 2.500 hectare rừng, nên có thể phát hiện các điểm phát lửa ở những nơi xa. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang ở Trung tâm Kiểm soát Phòng cháy chữa cháy rừng của vườn quốc gia U Minh Hạ. Bên cạnh tôi là đồng chí anh Tuấn, là chuyên viên tại trung tâm. Sau đây đồng chí anh Tuấn sẽ giới thiệu về trung tâm này.
Kính chào anh Tuấn, xin anh giới thiệu về Trung tâm Kiểm soát Phòng cháy chữa cháy rừng của Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Dạ, chào anh. Em là Huỳnh Kiệt Anh Tuấn, là chuyên viên Phòng Khoa học và Pháp quốc tế, hiện tại đang phụ trách kỹ thuật của Trung tâm Kiểm soát Phòng cháy chữa cháy rừng. Thì Trung tâm Kiểm soát Phòng cháy chữa cháy rừng thì nó sử dụng cái hệ thống camera để quan sát lửa rừng, thay thế cho cái việc mà mình trực lửa rừng bằng phương pháp thủ công. Thì ở đây thì em đã lắp đặt được 4 cái camera, thì có 2 camera quan sát bằng cái hệ thống mà quét nhiệt, và 2 camera thì sử dụng hệ thống hình ảnh bình thường. Thì khi mà cái camera nó quét, nó phát hiện được cái mũi cháy hoặc là cái nơi nào có sự cố cháy rừng xảy ra thì nó sẽ phân tích ra nơi đó là khói hay là mây hay là nơi đó là có lửa, thì nó sẽ thông báo về cái trung tâm thông qua cái hệ thống âm thanh và cái còi báo động. Thì lúc đó là trung tâm sẽ xử lý và xác định cái khu vực và báo về cho cái ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện công tác chữa cháy rừng cho kịp thời. Như vậy, camera khi quét sẽ tự động phân tích ra đó là khói hay mây hoặc nơi đó đang có lửa. Sau đó sẽ truyền tín hiệu về trung tâm thông qua hệ thống âm thanh và còi báo động. Hình ảnh và tín hiệu truyền về trung tâm cũng khá rõ nét. Người trực tại trung tâm sẽ kiểm tra vị trí thực tế xem có phải là đám cháy không. Nếu có cháy xảy ra, sẽ thông báo kịp thời cho bộ phận chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường, ứng cứu kịp thời. Việc thí điểm lắp đặt hệ thống camera cảnh báo cháy rừng sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng, giúp các chủ rừng phát hiện kịp thời các đám cháy để xử lý. Qua đây, hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả hơn. Giá xăng dầu được dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh vào hôm nay, dù đang ở ngưỡng cao nhất trong vòng 8 năm qua. Hôm nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, giá xăng có thể tăng quanh mức từ 1.000 đến 1.100 đồng một lít, còn dầu từ 800 đến 900 đồng một lít. Trong trường hợp cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá, thì giá xăng dầu trong nước có thể tăng ít hơn. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 5 liên tiếp và là đợt tăng thứ 4 trong năm 2022. Hiện giá xăng trong nước đang ở mức cao nhất trong 8 năm qua. Báo Cà Mau số phát hành sáng nay đăng tải nhiều bài viết về những vấn đề bạn đọc quan tâm. Trên trang 2 có bài viết Nỗ lực phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bài viết thông tin năm 2022, Chi cục Thủy lợi Cà Mau tiếp tục triển khai hoàn thiện các dự án công trình thủy lợi đê điều trên địa bàn tỉnh để đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng nhằm mang lại hiệu quả sản xuất cho người dân. Phú Thuận nằm ở cửa ngõ của huyện Phú Tân, về đích nông thôn mới năm 2020. Rất nhanh chóng, mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao được nơi đây đề ra với hạn định năm 2023. Bài viết Phú Thuận dương mình trên trang 5. Mùa vui trên đồng Bí Rợ, bài viết trên trang 7 giới thiệu đến độc giả niềm vui được mùa của nông dân xã Trần Hợi, huyện Trần Nhân Thời. Năm nay do lượng mưa vừa nên thuận lợi cho cây sinh trưởng, đạt năng suất cao lại được giá. Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022, dù số vụ tai nạn, số người chết và bị thương giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng một số lỗi vi phạm phổ biến, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đó là ghi nhận qua bài viết Vi phạm nồng độ cồn vẫn chưa hạ nhiệt trên trang 11. Bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.